Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào thời Nga Hoàng, một chàng thanh niên chịu sự ảnh hưởng sâu đậm của đại văn hào Tolstoy và nhất là giáo huấn của Chúa Giêsu nên đã từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự. Ra trước tòa, anh trình bày niềm xác tín của mình rằng anh không thể cầm khí giới để giết người, ngay cả kẻ thù, và chủ trương lấy ân để báo oán. Sau khi nghe người thanh niên biện hộ, quan tòa nói rằng: "Tốt lắm, tôi đã hiểu được lý tưởng của anh, nhưng anh còn phải thực tế. Lý tưởng của anh đề ra là lý tưởng của nước trời, mà nước trời thì chưa đến." Nghe thế, người thanh niên dõng dạc tuyên bố: "Thưa ông, tôi nhìn nhận rằng nước ấy chưa đến cho ông, cho nước Nga, cho thế giới, nhưng nước ấy đã đến cho tôi. Tôi không thể sống như nước ấy chưa đến để tiếp tục chém giết và gieo rắc hận thù." Nước trời là một trong những đề tài chủ yếu trong Kinh Thánh. Cùng với niềm mong đợi đấng thiên sai, người Do Thái tưởng tượng ra một vương quốc thịnh vượng, hùng cường mà Thiên Chúa sẽ thiết lập ngay trên lãnh thổ của họ. Vào thời Chúa Giêsu, niềm hy vọng như thế cũng bừng cháy lên trong tâm hồn mọi người. Nước trời hay nước Chúa cũng là đề tài chủ yếu trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Ngài đã khai mở sứ vụ bằng lời kêu gọi: "Hãy sám hối và tin vào tin mừng, vì nước trời đã gần đến." Nhưng trái với niềm hy vọng của người Do Thái, nước trời mà Chúa Giêsu loan báo không phải là một lãnh thổ có thể quan sát, đo đạc hay khoanh lại trong những ranh giới. Nước ấy giống như hạt giống được âm thầm gieo vào lòng đất. Nước ấy giống như men được cho vào trong bột để làm cho bột giấy dậy men. Nước ấy chính là nước tình yêu, công lý, sự thật, sự sống và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Qua những hình ảnh ấy, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy mặc lấy cái nhìn của đức tin để có thể nhận ra những thực tại nước trời. Những thực tại đó chính là con người của Ngài, là lời rao giảng của Ngài, là các phép lạ Ngài làm, và nhất là một cuộc sống hoàn toàn cống hiến cho tha nhân, làm chứng cho chân lý và sự thật, đến nỗi chịu chết trên thập giá. Chúa Giêsu chính là nước Chúa ở giữa con người. Ai muốn thuộc về nước ấy phải chấp nhận điều kiện Ngài đề ra là vâng phục, yêu thương, làm chứng cho chân lý và sự thật. Như Ngài: "Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì thuộc về tôi." Đó chính là danh cha cả sáng, nước cha hiện trì. Hôm nay chúng ta quy tụ về đây dâng lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho quốc thái dân an, cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ngày mai phải ra trước tòa án của chế độ, đối diện với sự trả thù hèn hạ của những người cai trị đất nước này. Chắc chắn một điều, nhà cầm quyền vẫn rêu rao rằng phiên tòa công khai và công minh, chữ đúng người đúng rồi trong cơ chế của một nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền mà chúng ta đã thấy qua cách bắt cóc thầy Tĩnh với hai con nhỏ của mình. Chữ đúng người đúng tội như chúng ta đã biết, phiên tòa bỏ túi, cái án đã được định sẵn, chữ chứ không cần phải xét. Phiên tòa chỉ là cảnh diễn để hợp pháp hóa cho trả thù hèn hạ của chế độ. Phiên tòa công khai mà chúng ta đã quen, đó là cấm đường, cấm báo chí, cấm luật sư, cấm người thân tham dự, chứ đừng nói đến người dân tham gia vào phiên tòa. Đến nỗi người dân phải thở dài ngao ngán rằng phiên tòa rất công nhưng vô cùng khai. Vậy thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã làm gì nên tội? Chúng ta thường quen với hình ảnh của một người thầy luôn đau đáu cho quê hương đất nước trước sự xâm lấn gây hấn của ngoại bang. Một người biết chạy lòng thương đối với những người thấp cổ bé miệng, kém may mắn.
Một người sẵn sàng sống vì, sống cho người khác, bảo vệ quyền lợi của người dân trước bất công và áp bức. Một người đồng hành với các nạn nhân của chế độ bạo quyền như nạn lạm thu hay thảm họa môi trường Formosa và cách ứng xử của những người ăn cơm dân nhưng lại phục vụ cho tàu cầu. Ngay khi thầy Tĩnh bị bắt cóc, trên trang AK-47, cánh tay nối dài của thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ đã đinh tôi thấy rằng Nguyễn Đăng Tĩnh thường lợi dụng các cuộc tụ tập gặp mặt của bọn phản động hay đám cưới của cực đoan như Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, chú Mạnh Sơn tù tha về tội xâm phạm an ninh quốc gia để hát những nhạc phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như Việt Nam tôi đâu, xin hỏi anh là ai, trả lại cho dân, và tham gia nhiều nhóm chống đối như Bảo vệ sự sống, NUFC Vinh, Quỹ Phát triển Con Người và Truyền thông Công giáo. Hay một chế độ là đỉnh cao trí tuệ, vô địch muôn năm, bách chiến bách thắng, chấn động địa cầu khi chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ Pháp Mỹ lại sợ một bài hát sao? Mà lời bài hát đó là gì? Thưa là trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn, quyền tự hào tự tôn nòi giống, quyền bảo vệ non nước Việt Nam, quyền chính đáng của người dân cho thái bình non nước Việt Nam. Nếu đây là những lời phản động thì chả nhẽ tuyên ngôn độc lập mà cố chủ tịch Hồ Chí Minh đọc chỉ là lời mị dân rằng: hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì ra tập đoàn Cộng sản cai trị đất nước này đang tiêu diệt quyền con người và đi ngược lại với tuyên ngôn ngày độc lập. Nhóm bảo vệ sự sống NUFC Vinh là gì mà tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại sợ nguy hại đến an ninh quốc gia như thế? Tại sao Đảng Cộng sản gọi những người tham gia vào Hội Bảo vệ sự sống, Quỹ Phát triển Con Người hay Truyền thông Công giáo là bọn phản động và là thế lực thù địch? Thưa rằng, Hội Bảo vệ sự sống kêu gọi thuyết phục người ta đừng phá thai, đừng giết người. Họ thu nhặt các thai nhi bị phá, đưa về tắm rửa và chôn cất cho xứng với phẩm giá của con người. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dạy con người đứng dậy đấu tố giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu, ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế và giữ chức. Thưa rằng, nhóm NUFC phản đối việc Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam qua đường lưỡi bò, đường chín đoạn hay đường chữ U. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã để mất Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan, Hoàng Sa và Trường Sa vào tay Trung Cộng. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký công hàm bán nước Phạm Văn Đồng năm 1958 và hôm nay còn công khai giữa nghị trường rằng không tăng thuế thì bán biển đảo cho Trung Cộng. Thưa rằng, Quỹ Phát triển Con Người là những hy sinh đóng góp của những anh em công giáo để giúp cho những người kém may mắn có cơ hội để được đến trường. Trong khi chế độ xã hội này chỉ tìm cách hút máu, vặt lông và loại họ ra bên lề cuộc sống, an sinh xã hội chỉ bằng không. Thưa rằng, Truyền thông Công giáo là kênh truyền thông sạch, truyền thông sự thật, bác ái và yêu thương. Trong khi đó, thể chế độc tài đảng trị này chỉ có thể tồn tại nhờ tuyên truyền, lọc lừa, lừa bịp và gian dối mà thôi. Thì ra, bọn phản động chống lại bọn phản quốc. Thì ra, thế lực thù địch nghịch với thế lực thân địch và thế lực yêu địch.
Chúng ta hãy xem lại tuyên ngôn độc lập mà cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong ngày khai quốc để xem gần 100 năm qua bọn nào đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta, hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa đảng. Vì chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man, chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu, chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân, chúng dùng thuốc viện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta ra suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta sơ sát tiêu điều. Chúng cấp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu, chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho nhân dân ta trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên, chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Vậy chúng ngày hôm nay đó là ai? Trách nhiệm của một nhà giáo là dạy cho học trò những điều cần thiết để các em tạo dựng cuộc sống. Thật may mắn khi có một người thầy dám hát và dạy những bài ca về tình yêu quê hương đất nước, về khát vọng tự do và thăng tiến công bằng xã hội. Thầy dùng sở học của mình để làm đẹp cho đời, để xóa bớt bất công và áp bức trong xã hội. Chế độ bỏ tù thầy vì những bài hát cũng có nghĩa là tiếng hát của thầy mạnh mẽ hơn súng đạn. Thầy đã truyền lửa cho mọi người bằng những lời ca của trái tim. Dĩ nhiên chẳng có luật nào cấm hát những bài đó, và kể cả có luật thì những bài ca yêu nước đó cũng vượt qua xiềng xích để vươn cao. Nếu chỉ vì dạy cho sinh viên, học sinh những bài hát chống giặc Tàu, chống bất công là tội, thì quả thật những kẻ bắt thầy là một bè lũ phản quốc hại dân mà thôi. Chẳng phải khi bắt thầy Tĩnh, nhà cầm quyền muốn triệt tiêu đi mục đích của nền giáo dục, không để có một thế hệ học sinh thành công nếu những người làm giáo dục không đủ tâm, đủ tầm và đủ tài. Thầy Nguyễn Năng Tĩnh không chỉ dạy trên nhà trường mà còn dạy trong đời thường. Thầy nêu gương với chính sự thiện tâm của mình khi giúp đỡ người yếu thế, các gia đình tù nhân lương tâm, những nạn nhân của thiên tai lũ lụt hay thảm họa môi trường Formosa và những người bị áp bức. Chính những sự hy sinh đó làm cho lời của thầy có thể tác động vào tâm trí của thế hệ trẻ. Đó là giáo dục tích cực, những bài giảng không cần lời nói. Khi bắt thầy Tĩnh, nhà cầm quyền muốn bụt miệng giới trí thức nói lên tiếng nói của một người Việt Nam yêu nước thương nòi. Thông điệp đã rõ ràng khi khởi tố và còng tay một thầy giáo, đó là cú tát vào mặt các trí thức dám ho he đòi quyền sống. Cánh cửa nhà tù có thể ghê sợ thật, nhưng sẽ còn đáng sợ hơn là tồn tại mà không có mục đích sống. Cảm ơn thầy Nguyễn Năng Tĩnh, một tiếng hát giữa đời bất công này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nước cha là nước tình yêu, nước công bằng bác ái yêu thương, nước công lý sự thật, nước mà mọi công dân được hưởng quyền mà Thượng Đế đã ban cho. Nước cha trị đến đó là ước nguyện mà Chúa Giê-xu đã lồng vào kinh lạy cha và để lại như tâm niệm hàng ngày cho giáo hội. Nước cha trị đến trong vô số những cố gắng của con người nhằm đi lại con đường vâng phục, hy sinh, phục vụ và làm chứng cho chân lý sự thật của Chúa Giê-xu. Như chớp sáng rè từ chân trời này đến chân trời kia, Đức Kitô cũng hiện diện và tác động một cách vô cùng huyền nhiệm trong trái tim của mỗi con người. Tin vào nước Chúa là luôn có đôi mắt tỉnh thức để nhận ra nước Chúa đang đến trong cuộc sống con người. Xin cho nước cha trị đến không chỉ là tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ của nước Chúa, mà còn là cố gắng dấn thân thực hiện những giá trị của nước ấy trong cuộc sống.
thực thi công bình, bác ái, liên đới, chia sẻ, cảm thông, tha thứ và làm chứng cho chân lý và sự thật là một chút ánh sáng được đốt lên để những người chung quanh nhận ra sự hiện diện của nước Chúa. Làm cho nước cha trị đến là làm cho các giá trị của tin mừng thấm nhập vào mọi sinh hoạt của trần thế của chúng ta, hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta. Đó mới thật là sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đó mới thật là đem đạo vào đời. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong niềm lạc quan, tín thác vào tình yêu của Ngài và cho chúng ta phấn khởi, kiên trì để sống và hành động cho mọi người cảm nhận được nước Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay là Kitô hữu, là con cái và là môn đệ của Ngài, là con dân của nước trời và là công dân của nước viên. Chúng ta biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình để minh chứng cho niềm tin của chúng ta và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, là cho chúng ta biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật, để danh cha cả sáng, nước cha hiển trì. Amen.